Rồi, ok, mến chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa TV ha. Thì các bạn ơi, thì hôm trước mình có làm một cái video á là đổi mật khẩu tên em sai nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp một cái video á là mình sẽ đổi mật khẩu tên em bên kia nha các bạn. Thì hai cái app này nó hoàn toàn hỗ trợ nha các bạn. Nhưng mà cái một trong hai cái app này quên mật khẩu nào thì mình sẽ không lấy được cái ấy để mà cái mã số để mình chuyển tiền các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành làm một cái video là đổi mật khẩu nha các bạn. Đổi mật khẩu tên cáp này các bạn. Thường thường các bạn mà khi mà các bạn đang nhập mật khẩu á chỗ này mà các bạn nhập sai mật khẩu mà nhiều lần quá thì nó sẽ phá cái app mình, nên các bạn lưu ý á, cho những trường hợp mà mình quên á, mình không nhớ thì các bạn nên đổi mật khẩu lại ha. Thì bắt đầu hôm nay mình sẽ tiến hành đổi mật khẩu trên app này tại nhà luôn các bạn. Thì nó cũng rất đơn giản, chỉ cần các bạn chú ý quan sát kỹ thì sẽ làm được ha. Rồi mời các bạn theo dõi video mình ha, mình bắt đầu thôi các bạn. Rồi, ok các bạn ha. Thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu tiến hành đổi mật khẩu nha các bạn. Trước tiên các bạn bấm vào chỗ quên mật khẩu giúp mình ha. Đây, các bạn sẽ chọn vô chỗ này. Đó. Rồi, thì nó sẽ đưa mình đến cái giao diện như thế này ha. Thì ở bên trên nó là tên đăng nhập của các bạn ha. Tên đăng nhập em kia ha. Còn bên dưới là sẽ nó kêu mình nhập là số chứng minh và hộ chiếu của mình nha các bạn. Đó, hoặc là căn cước thì mình sẽ nhập căn cước của mình. Đó. Thì nó đưa mình tới cái giao diện như thế này. Các bạn nhấn chỗ mở em sai nè. Rồi, ok, nó sẽ đưa mình đến cái em sai các bạn. Thì các bạn test cho chỗ cái dấu xanh nha. Đó, rồi mình test vô thì nó kêu mình nhập vân tay nè. Đây mình sẽ nhập vân tay của mình vô. Đó. Thì các bạn nào không có dùng vân tay thì các bạn nhập mật khẩu ha. Đây, mình sẽ lấy cái mật khẩu 6 số này nha. Mình vô ngay chỗ em banking nè. Đó, mình sẽ nhập chỗ em code nãy. Ok, thì mình sẽ nhập cái mật khẩu 6 số đó vô. Đó. Rồi, các bạn nhấn vô ô tiếp tục giúp mình ha. Đây, nó sẽ kêu mình đổi là mật khẩu ha. Đây, mình sẽ nhấn vô mật khẩu ha. Thì các bạn lưu ý giúp mình ha. Mật khẩu thì gồm chữ qua ha. Ký tự là A còng hoặc là các ký tự khác nha. Rồi số nha các bạn. Các bạn mình đã viết chữ mẫu màu đỏ như thế này cho các bạn xem ha. Đây, các bạn nhập hai lần giúp mình nha. Mật khẩu thì các bạn nhập hai lần giúp mình. Đó. Ok, sau khi nhập hai lần xong thì nó báo mình đã đổi mật khẩu thành công rồi các bạn. Thì các bạn chỉ cần nhấn vô chỗ đăng nhập thôi. Đó, đây mình vô mình đăng nhập cái em kia của mình thử coi được không các bạn. Đấy nha. Giờ mình sẽ bắt đầu mình nhập mật khẩu thử rồi. Đây, mình sẽ nhập mật khẩu em kia của mình vô ha. Đây mình mới đổi nha, mình lấy cái mật khẩu mình mới đổi mình nhập vô nha các bạn. Đó. Rồi, các bạn nhập đăng nhập nha. Đó, sau khi xong các bạn nhấn chữ đăng nhập. Đó. Đó, thì nó vô nè các bạn. Thì nó kêu mình á, mình có muốn đổi mà đổi dấu vân tay không thì mình sẽ đổi luôn giao diện bằng vân tay nha các bạn. Đây mình sẽ xác minh vân tay. Đây, báo mình xác minh vân tay thành công ha. Đó, các bạn nên đổi mật khẩu bằng vân tay để cho app mình nó an toàn hơn các bạn. Mình xin kết thúc video đây ha.